Trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Mô hình bệnh viện, khách sạn. Trang thiết bị hiện đại, đồng bộ. Hội tụ các chuyên gia đầu ngành. Quy trình khép kín. Đa dạng các loại hình dịch vụ. Triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Nhân viên y tế tận tâm, chuyên nghiệp. Trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao, giải pháp hoàn hảo cho sức khỏe gia đình.